Xin chào chị Thía, xin chào bạn My. Xin chào tất cả các quý vị khán giả đến với tập 2 của chương trình Dự án Phụ Nữ Khởi Nghiệp năm 2022. Trước khi vào chương trình thì Giang có một bất ngờ dành cho hai khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Nói chung đây là một cái đặc sản của chương trình nha mọi người. Thì trong cái ly này ngày hôm nay của em thì có những cái câu hỏi mà nó sẽ bật mí về cái chủ đề chương trình của chúng ta ngày hôm nay. My có thể bóc một cái thăm, chị Thí có thể bóc một cái thăm để mình trả lời cái câu hỏi trong cái ly này, cũng như là mình có thể đoán thử chương trình ngày hôm nay của chúng ta là chủ đề như thế nào. Mời chị. Đây. Chắc là em nhờ chị Thí đọc cái câu hỏi của mình lên trước ha. Câu hỏi của chị là trước khi nổi tiếng trong cộng đồng, bạn có ước mơ được nổi tiếng không? Câu này rất thú vị đúng không? Tất nhiên là cũng rất là mong ước là mình được nổi tiếng, nhưng mà nổi tiếng với một cái ý nghĩa là mọi người luôn luôn nghĩ tích cực về mình bằng cái năng lực của bản thân mình. Dạ, cảm ơn câu trả lời của chị Thía. Rồi, chắc là đến My ha. Rồi, câu của My là dùng 3 điểm để mà giới thiệu về mình. Thật sự đây là 3 điểm mà mình đã nghĩ tới khi mà mình đã xây dựng thương hiệu cá nhân của mình. Đầu tiên là sự năng lượng, thứ hai là cái sự truyền cảm hứng, và cuối cùng là sự hữu ích. Cảm ơn câu trả lời của chị Thía cũng như là My. Thì không biết là sau khi mình trả lời hai cái phiếu bốc thăm đó thì mình có đoán được cái chương trình ngày hôm nay của mình có chủ đề là gì không? Chị thì cũng chưa chắc chắn lắm, nhưng không biết là My đã đoán được ra chưa, nhưng mà chị thì thấy rằng là nó liên quan, chủ đề nó liên quan đến hình ảnh cá nhân gì đó. Không biết là My có là liên quan tới sự nổi tiếng rồi, đúng rồi, liên quan đến sự nổi tiếng hoặc là cá nhân, em nghĩ là bây giờ hai chị em có thể thảo luận để chốt ra được cái chủ đề ngày hôm nay đi nè. Chốt lại có thể liên quan tới thương hiệu cá nhân. Đúng. Chị nghĩ là chốt nhé, chốt đúng không? Chốt là xây dựng thương hiệu cá nhân. Chính xác. Chủ đề của chương trình ngày hôm nay của chúng ta nó liên quan tới chủ đề là xây dựng thương hiệu cá nhân. Và cái lý do tại sao hôm nay chủ đề là xây dựng thương hiệu cá nhân á, thì ban tổ chức có đặt câu hỏi cũng như là làm một cái khảo sát nhỏ là về cái mối quan tâm tiếp theo của các chị em phụ nữ đang khởi nghiệp là về cái chủ đề gì. Thì hơn 80% câu trả lời mà ban tổ chức nhận được đó chính là chủ đề về xây dựng thương hiệu cá nhân. Nên đó là lý do vì sao ngày hôm nay chúng ta có hai khách mời rất là am hiểu về cái chủ đề này. Để nói về cái chủ đề xây dựng thương hiệu cá nhân một chút thì như mọi người cũng biết, cái khái niệm xây dựng thương hiệu cá nhân thì nó cũng không còn quá mới, nổi lên cách đây tầm 5 năm. Nhưng mà với một cái khảo sát nhỏ thôi thì mình còn vẫn thấy rằng là cái chủ đề này nó vẫn còn đang rất là nóng và nó còn đang rất là hot. Đặc biệt là cái cách làm sao để xây dựng một cái thương hiệu cá nhân thành công trong kinh doanh. Để bắt đầu chương trình thì Giang cũng xin mời, chắc là sẽ xin mời My cũng như là chị Thía có thể giới thiệu đôi chút về bản thân. Chắc là đầu tiên xin mời chị Thía. Xin chào mọi người, mình là Giang Thía và hiện mình là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ của huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Giang Thía biết đến dự án Phụ nữ khởi nghiệp là rất có ý nghĩa và có lợi ích đối với chị em phụ nữ, bởi vì giúp cho họ có thể tự tin, độc lập, tự chủ và có thể là tự khởi nghiệp được. Rất là hy vọng chương trình này sẽ được nhiều người, đặc biệt là nhiều chị em phụ nữ biết đến. Cảm ơn chị Thía. Mời My. Xin chào khán giả của chương trình Dự án Phụ nữ khởi nghiệp. Mình tên là Trà My, mình từng là chuyên gia trong ngành truyền thông nói chung. Và sau đó thì mình có một cái rẽ hướng để xây dựng thương hiệu cá nhân với kênh TikTok 1 triệu follower Mia Minis, chuyên chia sẻ về ẩm thực và lối sống lành mạnh. My cũng đã xem dự án Phụ nữ khởi nghiệp mùa 1 và tập 1 rồi, My cũng rất là vui khi mà được làm khách mời của chương trình ngày hôm nay. Và cũng không dám nói là mình đã xây dựng thương hiệu cá nhân thành công, nhưng mà mình đã nỗ lực rất là nhiều và cũng có những cái kết quả. Và hy vọng là có thể chia sẻ ở đây với góc độ là một người đã làm truyền thông, branding, marketing. Và ở góc độ là mình đã cùng tiếp xúc rất là nhiều những content creator với một cái kênh, với một cái platform đang rất là hot hiện tại là TikTok. Xin chào quý vị khán giả của Dự án Phụ nữ khởi nghiệp năm 2022. Mình là Giang Vương, hiện đang là Head of Marketing and Communication của Robby. Mình sẽ là người đồng hành xuyên suốt của chuỗi Dự án Phụ nữ khởi nghiệp năm 2022. Dự án Phụ nữ khởi nghiệp năm 2022 là một hoạt động nằm trong chuỗi dự án tác động xã hội của Robby, nhằm mong muốn tác động đến phụ nữ
tạo động lực cũng như là truyền cảm hứng cho chị em phụ nữ có thể có tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ cũng như phát triển bản thân mình một cách tốt hơn. Dự án phụ nữ khởi nghiệp năm 2022 với rất là nhiều ý nghĩa đằng sau, bao gồm rất là nhiều chuỗi hoạt động từ tọa đàm cho tới các hoạt động đi về địa phương để có thể tăng cường thêm kiến thức cũng như là truyền cảm hứng, đưa lại những cái giá trị sâu sắc hơn cho tất cả chị em phụ nữ, đặc biệt là các chị em phụ nữ ở địa phương. Mong rằng chuỗi dự án phụ nữ khởi nghiệp mùa 2 sẽ mang đến thật nhiều giá trị cho các bạn. Và bây giờ mình xin bắt đầu chương trình ngày hôm nay nhé. Thì thật ra đối với một người mà làm marketing và branding lâu năm như Giang á, thì cái khái niệm xây dựng thương hiệu cá nhân nó khá là gần gũi, tại vì nó cũng tương đồng với việc cái cách mà người ta sẽ xây dựng một cái thương hiệu như thế nào. Ví dụ như là trong cái thời buổi hiện tại thì cái sản phẩm chất lượng tốt giống nhau rất là nhiều. Vậy thì cái điểm nào đó nó làm cho nổi bật và họ quyết định mua sản phẩm từ mình, thì nó chính là một trong những cái yếu tố mấu chốt, đó chính là cái thương hiệu cá nhân. Và ngày nay á, như chị Thía với My cũng biết, hoặc là như bản thân Giang cũng vậy thôi, bây giờ mình quyết định mua hàng á, hoặc là mình quyết định chọn lựa một cái thương hiệu nào đó để mình mua á, thì nó nằm rất nhiều ở cái yếu tố là thương hiệu cá nhân của cái người bán. Mình sẽ cảm thấy là quen thuộc, phù hợp, hoặc là thích cái người bán đó thì mình sẽ dễ dàng đưa ra cái quyết định mua cái sản phẩm đó nhiều hơn. Không biết là đối với cái góc nhìn của My á, thì một người đã có một cái thương hiệu cá nhân nó rõ ràng rồi, thì My nghĩ như thế nào về cái khái niệm thương hiệu cá nhân là gì? Rồi, cảm ơn Giang và câu hỏi. Thật ra là My sẽ không dám nói mình thành công trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân, nhưng mà mình đã rất là nỗ lực. Với cái ví dụ của Giang á, là cùng một cái sản phẩm với cùng cái chất lượng tốt, nhưng mà tại sao mình lại mua một cái sản phẩm khác? Bởi vì mình cảm thấy có cái sự tương đồng và cái giá trị. Thì mình lại thấy là thật ra không vì một cái chủ đích gì thì tất cả mọi người đang làm cái thương hiệu cá nhân rồi. Nếu mọi người ở đây chắc chắn phải có một cái kênh Facebook, một cái kênh mạng xã hội. Khi mọi người đổi cái avatar, mọi người post một cái gì đó, mọi người viết một cái câu gì đó, nó cũng thể hiện cho người khác biết là mình là ai rồi. Thì nó đã có cái yếu tố đó. Mình sẽ cho một cái ví dụ như câu chuyện mình đi mua thịt với mẹ đi. Thì cũng là cô bán thịt này, nhưng mà tại sao mẹ mình lại mua ở cô này? Thì mình cũng không biết là cô này, hai cô nào bán ngon hết. Nhưng mà cái việc mà mẹ quay lại thì cái điều đó có nghĩa là chắc chắn là thịt cũng có ngon đi. Nhưng mà cô này lâu lâu cũng sẽ là thôi cho miếng thịt của cái phần này thử nè, trial, sampling, đúng không? Rồi hay là lâu lâu cổ dặn dò là ê, cái miếng này nhớ cắt như vậy nha, nhớ cắt nó phải làm theo cái kiểu này thì nó sẽ ngon, hay là nấu món này hồi bữa nào chụp cái công thức cho. Có nghĩa là cổ gia tăng thêm cái giá trị cho cái phần sản phẩm của cổ. Ha. Thì ví dụ như nếu mà mình nhắc là cô bán thịt này thì mình chỉ biết là thương hiệu cô này là cô bán thịt thôi. Nhưng nếu mình nói là với cái cô mà mẹ mình hay mua thì là cô bán thịt cộng với cái giá trị là cô rất chăm sóc khách hàng tốt, chăm sóc luôn cả cái bữa ăn luôn. Thêm kiến thức. Thêm kiến thức nữa. Đó, rồi còn thêm những cái mang tính gọi là cái kết nối với cái người mua hàng nữa. Thì đó, thì cái câu chuyện ở đây là mình đều hiểu thương hiệu cá nhân là đều ở đó. Nó không phải chỉ là một cái bản sketch mà nó cần phải thật là rõ, tô màu hơn, tô đậm hơn những cái giá trị xung quanh cái người này. Đó, thì những cái mà mình đang làm ở đây là mình cần phải có cái sự nỗ lực. Cái việc mà thương hiệu cá nhân đối với My á, nó sẽ là một cái kết quả của một cái sự nỗ lực và có chủ đích. Và nó sẽ tạo lên cái sự thay đổi ý thức hoặc là một cái sự ảnh hưởng tới một cái nhóm người, một cái nhóm công chúng ha. Và thông qua cái sự gì? Thông qua một cái sự nổi bật, thông qua một cái sự tài năng, một cái điểm gì đó nó mang tính là khác biệt. Mình nghĩ là đó, mình nghĩ là cái đó là cũng là một cái khái niệm cũng khá là đầy đủ, bao quát. Dạ, không biết là chị Thúy có cảm thấy những gì mà em chia sẻ không? Chị cũng rất là đồng ý với My cái định nghĩa về cái xây dựng thương hiệu cá nhân đó. Và cũng bổ sung thêm với My á, thì là xây dựng thương hiệu cá nhân đó là cái gì đó mà mình hiểu nôm na, gần gũi. Đó là mình làm như thế nào để cái giá trị bản thân của mình, để những người xung quanh họ cảm nhận được, họ có cái niềm tin với mình. Và gần như là mình có một cái thỏi, như một cái thỏi nam châm hút họ về phía của mình. Thế và ví dụ như Giang Thí thì mình mong muốn là xây dựng cái hình ảnh là một người lãnh đạo quản lý chuyên nghiệp. Thì không phải là mình chỉ nói là chuyên nghiệp, mà mình phải thể hiện bằng hành động, việc làm cụ thể, đúng không ạ? Và những cái việc làm nhỏ của mình từ trong cuộc sống cũng như là trong công việc, thì mình luôn luôn là phải làm gương, và luôn luôn là mình phải là những người gương mẫu đi đầu. Và ví dụ như là đi họp hay là đi làm việc thì mình phải chấp hành cái việc đúng giờ, thì mình phải là người gương mẫu.
thì em thấy là nếu mà so với những cái gì mà chị chia sẻ thì với cái định nghĩa mà em tìm thấy á, thì cái sự mà mình muốn làm gương nè, hay là mình cố gắng mình sẽ đi học sớm nè, tất cả những cái đó đều là cái sự nỗ lực đó. Và cái hình ảnh mà chị đang muốn gọi là cho người khác thấy á, thì nó là một cái sự lặp lại và rất là lâu, trong một cái thời gian dài thì nó mới tạo thành một cái ảnh hưởng cũng như là cái ý thức lên cái người khác, thì nó cũng đang rất là phù hợp và nó rất là đúng với cái câu cái định nghĩa. Sau cái câu trả lời của chị Thía với lại My á, thì em rút gọn là như thế này, có nghĩa là cái xây dựng thương hiệu cá nhân, cái thương hiệu cá nhân nó vẫn đang tồn tại ở trong cuộc sống của chúng ta, và nó giống như là một cái dấu vân tay vậy á. Thì mỗi người sẽ có một cái dấu vân tay rất là riêng của bản thân họ thôi. Thì làm sao để mà mình làm cái dấu vân tay của mình nó nổi bật hơn, nó rõ ràng hơn để người khác nhận diện được mình, thì cái đó là thương hiệu cá nhân và cũng như là cái xây dựng thương hiệu cá nhân. Nhưng mà bây giờ thời đại công nghệ phát triển, tất cả các nền tảng phát triển như YouTube, như TikTok, như Facebook, thì bắt đầu mọi người học và làm quen với xây dựng thương hiệu cá nhân trên những nền tảng công nghệ. Thì ở đây có My. My rất là quen thuộc với cái câu chuyện là xây dựng thương hiệu cá nhân trên nền tảng, và đặc biệt là nền tảng TikTok. Giang cũng muốn đặt một cái câu hỏi cho My á, thì liệu cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân nó có đồng nghĩa với cái việc mà mình mong muốn cái sự nổi tiếng trên mạng xã hội không My? Và rất là nhiều người hình dung rằng là chỉ có người nổi tiếng họ mới xây dựng thương hiệu cá nhân, thì theo quan điểm của My là như thế nào? Câu hỏi của Giang á, thì My đang thấy là có hai ý. Thứ nhất là chỉ có người nổi tiếng thì mới xây dựng thương hiệu cá nhân, và cái thứ hai là mục đích để xây dựng thương hiệu cá nhân là để nổi tiếng. Thì chắc là My sẽ trả lời trước cái câu hỏi số 2 ha. Thì nếu mà xác định cái việc mà mình sẽ nổi tiếng á, thì ý là với cái mục đích là mình muốn nổi tiếng á, thì My nghĩ là My sẽ một cái bùm rồi xong. Ok, thì nó có nghĩa là cái phần thương hiệu là ở đó, nhưng mà cái phần giá trị để người ta cảm nhận, giống như nãy My nói là cái sự nỗ lực để mà mình tạo ra, để mình add on rất là nhiều những cái giá trị đó và có cái sự lan tỏa đó, thì cái giá trị đó nó sẽ hơi bị ngắn. Nó hơi bị ngắn. Thì thật ra ở cái góc độ của My, khi mà thời điểm mà My bắt đầu cái kênh TikTok của My á, thì nó My không nghĩ là My sẽ xây dựng thương hiệu, mà nó chỉ là My nhìn thấy được một cái vấn đề là có rất là nhiều bạn khó khăn trong việc là bắt đầu cái lối sống healthy, đó là lối sống nha, nhưng mà bằng cái việc là mình ăn uống healthy như thế nào, lành mạnh ra sao, rất là khó. Nó chỉ đơn giản là việc mà cắt đường nè, làm sao thay thế cái chất ngọt đó, rồi làm sao để làm cái món ăn đa dạng, mà quan trọng là mình duy trì được, mình bắt đầu được nhưng mà vẫn phải duy trì được. Thì ở cái thời điểm đó là My đã duy trì được khoảng 3 năm và tới bây giờ là khoảng là 5 năm á, thì mình thấy mình có kinh nghiệm cho việc này, mà mình thấy nhiều người khổ quá, ăn uống kiểu như là chỉ có rau luộc, ức gà luộc, thì ăn đồ luộc ăn rất là ngán và nó không có cái sự đa dạng, thú vị, hấp dẫn. Đó, mình làm gì cũng phải hấp dẫn, thú vị đó. Đó thì từ lúc đó thì My chỉ là chia sẻ thôi, mang tính là mình sẽ chia sẻ những cái món ăn đó, cái cách làm đó, cái cách mà My làm đơn giản như thế nào, mặc dù mình cũng là một người bận rộn, mình cũng là người đi làm đó, mà mình vẫn duy trì và mình thấy được là cái việc ăn uống lành mạnh đó nó cải thiện cái khả năng cái cơ thể của mình, cái suy nghĩ của mình cũng như là cái lối sống của mình luôn. Đó thì từ đó mình chia sẻ đó, mình là cái người bắt đầu chia sẻ, và từ từ khi mà mình bắt đầu mình trao đi những cái giá trị đó thì bắt đầu mình lại được nhiều người biết đến hơn, mình chia sẻ nhiều hơn thì vô tình đi là mình nổi tiếng. Thì có nghĩa là cái câu chuyện là mình đã vô tình xây dựng cái thương hiệu, và nếu mà chiếu theo cái nội dung cái định nghĩa hồi nãy á, là đó là một sự nỗ lực, tại vì ngày nào My cũng phải làm đó, ngày nào My cũng phải thực hành cho bản thân mình là việc ăn uống đó, ngày nào My cũng sẽ phải khi mà nấu ăn mình phải để ý cái bao nhiêu muỗng này đó, sẽ phải ghi lưu ý ra để mọi người có một cái thông số chính xác khi mà nấu cũng ra được cái sản phẩm ngon giống như vậy. Đó thì đó là một cái sự nỗ lực, mỗi ngày đều ra clip, mỗi ngày đều comment để mọi người đều tương tác đó, đúng không? Đó là sự nỗ lực có ý thức, rất là có ý thức luôn với những cái gì mình làm. Và trong một cái khoảng thời gian thì mình đã có một cái sự ảnh hưởng lên cái ý thức bằng cái việc là mình đo được, bằng việc là người ta cũng ăn theo mình, người ta cũng thử làm theo và người ta cảm thấy có kết quả tốt, người ta cũng thấy cũng tích cực, vui vẻ giống như là mình đã truyền tải vậy đó. Thì cho nên là cái thương hiệu của My á, hiện tại hoặc là thương hiệu ngay từ đầu My đã nghĩ rồi, nó là My ngon lành, My yumminess là vậy á. Đó thì nó đã rất là rõ ràng. Thì với câu hỏi số 2 thì chỉ có người nổi tiếng mới làm thương hiệu cá nhân, thì nãy như là cái câu hỏi số 1 tức là cái câu đầu tiên luôn, lý do tại sao thì My đã nói là thương hiệu cá nhân là gần như ai cũng có thể làm được hết, nhưng mà quan trọng là mọi người sẽ muốn đắp thêm cái giá trị gì. Như đó là một cái bản sketch, một cái bộ xương,
mọi người đắp thêm những cái giá trị nào cụ thể ở đó thì để mà nó phù hợp với cái môi trường hay là phù hợp với cái nhóm người mà mọi người đang muốn ảnh hưởng, tạo cái sự ảnh hưởng hay là đánh lên cái ý thức của họ. À, trong gia đình của mình thôi, giống như những đứa con muốn tạo cái sự ảnh hưởng lên ba mẹ thì bản thân nó phải có cái sự nỗ lực, đúng không? Bản thân nó phải ok, con đi làm nè, con đi làm ở công ty này, chỉ cần nói ra con đi làm ở top 10 công ty tốt nhất Việt Nam đi, hay là kiểu là con có thể làm cái này con cái kia, thì đó là một cái sự gọi là tạo được cái sự niềm tin, tin tưởng cho cái người bố mẹ. Và khi mà nó thể hiện được cái sự niềm tin đó rồi thì nó nói gì thì ba mẹ cũng cảm thấy là ồ, rất là tin tưởng, rất là cảm thấy tự hào đó, có thể đi khoe là nghe, có thấy là một cái giá trị nó rất là lớn đó. Thì bản thân là ngay cả tất cả mọi người ai cũng có nhu cầu đó, ai cũng có nhu cầu là được công nhận đó. Và mình nghĩ là nếu mà trong xã hội mình ai cũng có xác định cái việc là mình muốn xây dựng thương hiệu cá nhân tốt, ai cũng muốn kiểu mình được đi lên á, thì xã hội rất là tốt luôn. Cảm ơn My vì cái câu trả lời, và cũng chia sẻ thiệt với chị Thí luôn, em với My đã là bạn cách đây hơn 10 năm rồi, nên là nghe lại cái hành trình của My thì cũng khẳng định lại với mọi người, em biết là bạn bắt đầu từ cái kênh từ con số 0, và thật sự là chỉ muốn, ban đầu chị với một cái mục đích là muốn chia sẻ những cái kiến thức của mình với những người khác thôi. Nhưng mà cái thành công của My nó đến tụi em hơi bị bất ngờ luôn. Chỉ trong 15 tháng thì My đạt được cái con số là 1 triệu người theo dõi, thì chứng tỏ rằng cái con đường mà bạn đang đi hoặc là những cái lựa chọn của bạn nó đang là đúng đắn, và bản thân bạn cũng rất là nỗ lực cho cái chuyện đó. Và bên cạnh đó, Giang cũng chứng kiến được rằng là có rất là nhiều được người được truyền cảm hứng từ My, và sau đó các bạn cũng xây những cái kênh TikTok, và bây giờ có những bạn đã trong vòng 3 tới 4 tháng cũng xây dựng được kênh TikTok tới 300-400 nghìn lượt follows, thì rất là thành công. Thì chắc chắn hôm nay thì với cái sự chia sẻ của My thì mình sẽ nhận lại được rất là nhiều cái kinh nghiệm và cái trải nghiệm của My. Quay lại cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, thì không biết là với một cái người phụ nữ lãnh đạo và cũng như là đang hiện tại đang kinh doanh, có một cái nguồn thu nhập thứ hai và liên quan tới bán hàng như chị Thí ở đây á, thì cái công việc xây dựng thương hiệu cá nhân thì nó có giúp ích gì cho cái công việc của chị hiện tại hay không? Đối với Giang Thí thì xây dựng thương hiệu cá nhân không hẳn là mình phải trở thành TikToker hoặc là YouTuber hoặc là người sáng tạo nội dung như là Trà My, mà mình xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình để có cái niềm tin đối với những người xung quanh. Và khi mà họ nghĩ về mình là họ đã có một cái niềm tin rồi, và đặc biệt là khi mà Thí lại tham gia kinh doanh thêm nữa, thì những cái trải nghiệm của mình, những cái chia sẻ của mình đã lấy cái niềm tin của khách hàng. Và khách hàng khi mà họ thấy là mình chia sẻ những trải nghiệm và những cái câu chuyện của những cái người mà sử dụng sản phẩm đó, thì họ có cái niềm tin với mình trước, sau đó thì họ mới biết về, có khi là họ không hiểu về sản phẩm nhưng mà họ lại rất là tin mình, và lúc đó là họ ra quyết định, và khi họ cần những cái sản phẩm đó thì họ lại là người chủ động liên hệ với mình. Và với Giang Thía thì rất là nhiều người, mình chỉ là cái người chia sẻ trải nghiệm, chia sẻ những câu chuyện, còn lại là khách hàng tự tìm đến, nó là cái điều tuyệt vời như vậy. Và không chỉ là những người xung quanh mà những người mà biết đến Giang Thí qua Facebook hoặc qua những cái bạn bè, những người của mình lại giới thiệu khách hàng cho mình, thì đó là những cái mà nó giúp mình có thể khẳng định được thương hiệu cá nhân tốt hơn nữa. Ngoài ra thì cái công việc kinh doanh của mình tốt hơn và thu nhập cũng tốt hơn. Có nghĩa là nếu mà mình có một cái thương hiệu cá nhân tốt á, thì bản thân mình đã là minh chứng cho một cái sản phẩm tốt rồi, đúng không? Ví dụ như là mình luôn là một người uy tín nè, mình luôn sử dụng những cái sản phẩm chất lượng, hoặc là bản thân mình là một người đáng tin rồi á, thì cái công việc kinh doanh của mình nó sẽ dễ dàng hơn, vì khách hàng họ sẽ tìm đến với mình là bằng cái việc đầu tiên là họ tin mình cái đã, đúng không chị? Thì cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân một lần nữa nó sẽ giúp cho cái công việc kinh doanh của chị cũng như là trong những cái công việc liên quan tới cuộc sống của mình nó tốt hơn. Thì không biết My thì sao? Đối với cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân cũng như là cái hành trình thành công trên xây dựng thương hiệu cá nhân trên TikTok thì nó đã mang lại những cái giá trị gì cho My trong cuộc sống? Thì vẫn đi theo cái gọi là cái core value khi mà mình làm kênh á, là mình sẽ truyền cảm hứng cho mọi người về cái cách làm sao để bắt đầu cái việc ăn uống cũng như là lối sống khỏe, lối sống gọi là lành mạnh và tích cực. Thì bản thân mình phải thể hiện cái việc đó, tức là ban đầu mình cũng rất là ngại khi mà mình nấu ăn á, mình không có muốn đưa cái mặt mình ra, mình chỉ là nấu ăn thôi, mình chỉ đưa cái tay thôi, nhưng mình thấy là
mình phải thể hiện cái bản thân mình, cái lifestyle của mình, cái cơ thể, cái da khỏe, cơ khỏe mạnh khỏe thì nó mới tạo được cái sự niềm tin mạnh mẽ. Thì khi mình thể hiện ra cái như vậy thì người ta lại càng tin hơn. Và cái việc và mình có một cái gọi là có cái định hướng nội dung rất là rõ ràng, ví dụ như mình sẽ không ăn đường, mình sẽ cái cách mà mình sử dụng những cái sản phẩm á, thì nó cũng sẽ dựa trên ví dụ như yếu tố ví dụ như eco nè, sạch nè, hay là chất lượng nè, hay là kiểu có cái sự bền vững với lại xã hội hoặc là thiên nhiên hoặc là với môi trường đó. Cho nên là mình cũng thu hút với một số những cái thương hiệu cùng giá trị, cùng những cái giá trị như vậy, và cùng kết hợp lại để mà cùng gọi là hợp tác cho một số những cái nội dung, thì đó cũng là một cái giá trị mà mình nhận được. Đó cũng gần như là một cái tài sản bây giờ mình đang có. Thứ nhất là một cái tài sản về rất là nhiều những cái mối liên kết, những cái mối liên hệ với các thương hiệu. Mình càng lan tỏa cái giá trị đó thì người ta lại đến cùng muốn hợp tác với mình. Đó là cái, thì chắc chắn từ cái việc này là mình đã có thu nhập rồi. Và cái thứ hai á, là mình lại có nhiều cái kết nối với lại những cái người theo dõi mình. Đó thì lại người ta lại tin tưởng thì người ta lại muốn mua hàng những cái sản phẩm. Mình có đọc mấy một số comment rất là vui, ví dụ như là ủa bạn muốn hỏi, ý là có một bạn là hỏi là chị ba ơi, chị ba sử dụng nồi chiên gì vậy hay là nồi gì vậy. Xong một bạn, ý bạn này giống mình nè, chị ba mà xài cái gì là mình cũng muốn xài giống vậy đó. Thì mình thấy là mình cũng có cái sức ảnh hưởng, cho nên quay lại là mình vẫn lại mình sẽ phải cần stick theo cái core value đó, và mình sẽ không nên thay đổi. Có nghĩa là người ta đã tin tưởng mình như vậy rồi á, thì mình sẽ nên phát triển theo cái hướng tốt như vậy thôi. Và hơn nữa là mình lại có thêm những cái cơ hội rất là mới, ví dụ như là hồi trước thì mình đi làm văn phòng, nhưng bây giờ thì mình có những cái cơ hội làm việc rất là khác, ví dụ như là không chỉ chia sẻ trên TikTok mà mình còn có cơ hội được chia sẻ bên ngoài, nói chuyện với các bạn sinh viên, hướng dẫn các bạn cái cách làm sao để có một cuộc sống tích cực vui vẻ, hay là một cái talk show ngày hôm nay, hay là những cái buổi fan meeting nữa. Có nghĩa là mình có sự đa dạng trong cái công việc của mình, cũng như là mình có rất là nhiều niềm vui. Thì nó không chỉ là thu nhập, nó còn có là niềm vui, nó là sự kết nối rất là nhiều những cái hay ho khác. Qua chia sẻ của My thì chị cũng hiểu là tại sao mình phải cần phải xây dựng thương hiệu cá nhân, đúng không ạ? Thì cũng muốn là đặt câu hỏi với Giang, với góc độ là nhà doanh nghiệp, thì mình sẽ lựa chọn những người xây dựng thương hiệu cá nhân như thế nào? Thì thật ra là trong khi mà mình làm về marketing hoặc là branding đó, thì thương hiệu sẽ có những cái giá trị cốt lõi cũng như là cái giá trị thương hiệu riêng mà thương hiệu muốn xây dựng. Thì nếu như là em là một người làm brand á, em sẽ luôn chọn những cái người đồng hành cùng với thương hiệu của mình, có những cái tiếng nói chung và có những cái giá trị chung. Ví dụ như là đối với Robby đi, thì Robby sẽ mong muốn xây dựng mình là một cái thương hiệu bền vững chẳng hạn, uy tín, là một cái doanh nghiệp có uy tín trên thị trường. Thì mình sẽ thường là chọn, đưa ra những cái quyết định là lựa chọn những cái nhân vật đồng hành là những cái nhân vật không phải là nổi tiếng. Thật sự nếu mà mọi người theo dõi Robby thì mình sẽ thấy là không hẳn là Robby chọn những nhân vật đồng hành cùng với mình là người nổi tiếng đâu, mà sẽ là những người uy tín và có tiếng nói trong kinh doanh. Thì đó là cũng là thương hiệu cá nhân đúng không? Có thương hiệu cá nhân. Dạ đúng rồi, có nghĩa là mình có sự tương đồng, nhưng mà họ lại dạ, xây dựng cá nhân. Có sự tương đồng giữa cái tiếng nói của doanh nghiệp và cái hình ảnh của cái nhân vật mà mình muốn mời. Và đặc biệt đó là trong thời gian gần đây á, khi mà mình làm về marketing gần đây, thì mình có một cái khái niệm nó rất là mới, và nó cũng có thể là giải thích cho cái những cái sự lựa chọn của doanh nghiệp. Đó là ngày xưa nếu như mà chị em mình biết á, là thông thường chỉ có một cái khái niệm đó là KOL thôi, là những người có sức ảnh hưởng, là người nổi tiếng á. Nhưng mà gần đây thì có thêm một cái khái niệm mới nữa, đó là KOC. Thì KOC là những người giống như My vậy á, là những người có khả năng ảnh hưởng tới quyết định mua hàng của người khác. Vì những cái khách hàng hoặc những cái người followers của bạn á, những cái người theo dõi bạn, họ tin vào những cái quyết định mua hàng của bạn, thì khi đó họ thường có xu hướng là mua giống hoặc lựa chọn giống nếu cái người mà họ theo dõi có chung giá trị với họ. Khái niệm này nó là nổi tiếng rất là lâu ở Trung Quốc rồi, và đến hiện tại thì Việt Nam mình cũng bắt đầu nổi lên. Đó là lý do nó mở ra rất là nhiều cơ hội cho những cái bạn rất là bình thường. Nó không phải là cần người nổi tiếng nữa, mà mở ra cho những cái bạn rất là bình thường có thể xây dựng thương hiệu cá nhân và có một cái sức ảnh hưởng nào đó trong cộng đồng nhỏ của chính mình thôi. Và từ đó, cái cộng đồng nhỏ đó cũng có những cái quyết định mua hàng hoặc là yêu thích một cái nhãn hiệu nào đó nhờ vào cái người KOC đó. Và KOC là một cái người không cần nhất thiết phải nổi tiếng. Cảm ơn Giang, rất là hay đúng không ạ?
Thế thì để mà là trở thành người KOC như Trà My thì làm thế nào để xây dựng thương hiệu cá nhân của mình thì My có thể bật mí cho mọi người cùng biết được không? Thì giống như cái ban đầu khi mà em hồi nãy có chia sẻ thì em không có dự định là mình sẽ xây dựng thương hiệu cá nhân ngay từ đầu luôn, mà nó là em đã phát hiện ra một cái gọi là một cái vấn đề và mình sẽ đưa ra những cái phương pháp và giải quyết. Nhưng mà thật ra cuối cùng nó vẫn dựa trên một số những cái yếu tố mang tính dựa trên cái tính cách của mình. Ví dụ như cho dù là hồi trước đó đi làm chưa phải là làm gì trên mạng xã hội đi thì người ta vẫn nhận thấy em là một người rất năng lượng, rất tích cực đó. Nhưng mà khi mà em thấy là có một cái điểm, có thêm một cái tính cách mà mình nên chia sẻ trên mạng xã hội nữa là cái sự truyền cảm hứng đó. Tại vì mình đang muốn truyền cảm hứng cho người ta mà, cho nên là mình add thêm một cái tính cách nữa. Thì bình thường mọi người có thể search ở bất kỳ đâu thì mọi người hay gọi là định vị bản thân thì nó sẽ hơi khó hiểu, nhưng mà dễ nhất cho mọi người là mọi người có tìm ra được ba cái tính cách hoặc là ba cái tính từ mà mọi người muốn xoay quanh. Ví dụ bạn muốn cái sự gọi là uyên bác, truyền cảm hứng, nhẹ nhàng, ngọt ngào, sexy, những cái gì đó bạn muốn thể hiện thì tất cả những cái đó nó đều thể hiện qua việc từ cái avatar, từ cái nội dung bạn viết, từ cái câu chữ, từ cái hình ảnh, từ cái quần áo, từ cái ánh sáng, đèn, tất cả những cái đó luôn. Và khi mà bạn xuất hiện thì cái lời nói hay là cái cử chỉ, tất cả những cái đều nó sẽ thể hiện cái sự gọi là đồng nhất với những cái hình ảnh mà bạn đang muốn set. Thì cái đầu tiên đó là cái phần liên quan tới định vị bản thân. Thì cái định vị bản thân này á, nó có thể đi từ cái việc là mọi người có hiểu được cái thế mạnh của mình hay không, mọi người có hiểu được cái gọi là cái năng lực của mình hay không. Thì thật ra bản thân em hồi cái lúc ban đầu á, nó cũng khá là hơi khó khăn. Có nghĩa là mình muốn làm YouTube, cái mình cứ suy nghĩ hoài cái xong mà mình chưa làm thôi, thật sự chưa bắt đầu làm, chưa có quay hay cái gì hết, nhưng mà cứ nghĩ cuối cùng không bao giờ làm hết luôn. Có nghĩa là rất rất nhiều người sẽ bị cái vấn đề này, là mọi người rất muốn làm nhưng mà lại chưa bắt đầu luôn, quá nhiều suy nghĩ. Còn một kiểu thứ hai nữa là em cũng trải nghiệm luôn, có nghĩa là khi mà bắt đầu kênh TikTok á, là em đã bắt đầu từ bên Facebook và em viết và em làm hình ảnh, nhưng mà em thấy là cái tương tác nó không có nhiều. Thứ nhất là em viết không có hay, cái việc mà viết ra của mình đó, thứ nhất là nó hay bị sai chính tả, mà người ta coi sai chính tả, người ta không để ý cái nội dung, người ta toàn vô chỉnh cái chính tả của em thôi. Thì cái đó là một cái kiểu rất là mắc cười, rất là xấu hổ đó. Nhưng mình có nghĩa là trong một cái thời gian như vậy á, thì ở góc độ một cái người rất là tích cực đi, mình sẽ thấy có thể là mình không phù hợp với cái nền tảng này, không phù hợp với cái nội một cái kiểu là viết hay là thể hiện hình ảnh, thì mình sẽ thể hiện bằng một kiểu khác, ví dụ như bằng giọng nói, bằng cái việc mà mình thể hiện cái biểu cảm qua giọng nói đó. Thì có nghĩa là nếu mà thường ở cái bước mà mọi người bắt đầu làm rồi á mà nó không được cái gì á thì rất dễ bị dừng ngay cái bước này luôn. Thì may quá em đã vượt qua cái bước số 2 này rồi, và bước số 3 là bắt đầu em sẽ thử nghiệm một cái nền tảng nó phù hợp hơn với em, thì đó là nền tảng về video ngắn. Đó, thì em sẽ chọn TikTok đó. Thì xong trong cái quá trình làm đó thì mình phát hiện là rất là nhiều bạn khen mình có giọng nói truyền cảm, mà cái điều đó là mình chưa bao giờ được nghe từ trước giờ luôn, ngay cả ba mẹ cũng không, ô con gái ơi giọng con hay quá, ba mẹ con em cũng chưa bao giờ nói những cái đó. Nhưng mà nhờ những khán giả của mình đó, người ta mới nói những cái điểm đó, thì em cảm thấy là vậy thì cái bước theo em muốn mở rộng thêm cho podcast chẳng hạn vậy đó. Thì cái câu chuyện ở đây á, là định vị bản thân á, nhiều khi đúng là mọi người sẽ rất khó để tìm ra được cái thế mạnh. Nhưng mà nếu mà mọi người đã có cái ý thức làm về thương hiệu cá nhân rồi thì mọi người cứ bắt đầu làm thôi. Và cái điều quan trọng là mình sẽ chọn cái kênh nào để mà nó phù hợp với cái khả năng của mình nhất mà mình thực hiện. Các bạn có thể lên làm LinkedIn, viết post, viết blog, tất cả những cái nào mà các bạn có thể phù hợp. Em có một cái ví dụ mắc cười lắm, là có một cái chị bạn, chị bán bảo hiểm. Thật ra là chị không có viết gì ở trên mạng xã hội đó, có nghĩa là chị này không tận dụng cái mạng xã hội. Nhưng mà chị có một cái tài á, là chị hay coi chỉ tay. Cái xong mà chị coi chỉ tay là cái năm này, cái tháng này là em năm này em sinh con hay lắm nè. Ủa em có bảo hiểm thai sản chưa? Đó là dẫn qua liền. Ủa cái đường này là năm nay là có tiền lắm nha. Có tiền lắm rồi. Ủa và tích lũy làm sao rồi đó, chuyển qua một cái sản phẩm khác liền. Thì đó là một cái kiểu cũng rất là hay, có nghĩa là dựa trên cái thế mạnh, chỉ biết là cái thế mạnh của mình và nó cũng rất là kết nối với người khác, biết rất là biết cách kết nối với người khác bằng cái thế mạnh đó, và xong rồi nó sẽ convert, nó sẽ chuyển qua thành bán hàng đó. Thì thật ra với cái kiểu này vẫn có thể copy, vẫn có thể là một cái kiểu gì đó mà mình viết thể hiện bằng một hình ảnh hoặc là bằng video để mà lan rộng hơn cái nội dung của chị này. Thì đó là một kiểu em thấy cũng rất là hay, thú vị. Vậy là nãy giờ là có những bước là định vị bản thân nè,
chọn một cái kênh phù hợp với lại cái cá tính, năng lực và sở thích của mình rồi, thì một cái thứ ba nữa là giờ mình phải làm thôi, nỗ lực và làm nó gần như là có kỷ luật một tí xíu, gần như là mỗi ngày đó, mỗi ngày mình post. Ví dụ như ai mà giỏi và nói năng á, thì livestream thường mọi người sẽ nhớ một cái giờ nào đó livestream, thích bạn này, ô bạn này vui nha, đó livestream cái giờ đó là cứ lên là coi thôi, thì mọi người sẽ nhớ tới. Hoặc là cứ bạn này cứ một tuần ba bài post thì phải là ba bài post như vậy một cái giờ nào đó đó, thì nó sẽ tạo một cái thói quen cho người khác đó. Thì cái sự nỗ lực đó là nhiều khi nó là cái sự cam kết với chính bản thân mình nữa. Và cái điều cuối cùng á là mình sẽ phải có cái tính đồng nhất trong cái nội dung của mình. Ví dụ như em khi mà em chia sẻ nội dung á thì em sẽ tập trung vào cái chuyện sức khỏe thôi, cái sự wellness, sống khỏe. Thì sống khỏe nó sẽ rất là nhiều thứ, bao gồm chuyện ăn uống, từ những cái mối quan hệ vợ chồng, từ những mối quan hệ bạn bè cá nhân, từ trong cái cách suy nghĩ. Và nếu mà ví dụ như trong cái quá trình cuộc sống của em á, mà nếu nó có một cái vấn đề gì đó thì em sẽ nghĩ là mình có nên chia sẻ hay không. Nhưng mà cái cách chia sẻ của mình vẫn thể hiện cái góc độ mình là một người tích cực, có năng lượng, thì các bạn đều có thể chia sẻ cái việc đó, vẫn là quay lại là cái định vị, ba cái định vị của mình. Thì đó, hy vọng là các bạn sẽ chỉ cần đơn giản là nhớ một số những cái bước như vậy thôi. Và nếu mà bạn nào bây giờ đang có đơn giản là chỉ dùng Facebook thì bây giờ hãy bớt post những cái vô tri lại. hình ảnh thì muốn thể hiện mình, chứ đừng có để như hình ảnh bông hoa lá đó. Thì chỉ cần những cái thay đổi nho nhỏ thôi thì mọi người cũng đã nhìn thấy được người ta, có nghĩa là bạn không làm gì thôi là người ta đã có một cái hình dung hay là có một cái suy nghĩ về bạn rồi. Nhưng bạn chỉ cần cố tình bạn làm cái gì đó thôi là nó cũng đã một cái sự xoay chuyển về suy nghĩ đó. Thì mình chỉ cần nỗ lực làm liên tục thì mọi người sẽ nhớ về cái hình ảnh đó của mình, cái hình ảnh mà mình đang muốn lặp đi lặp lại, mình đang muốn nhắc tới cho mọi người. Chắc là cho quay lại chút xíu về cái phần tìm ra cái điểm mạnh cũng như là tìm ra cái định vị, thì thật ra bản thân Yên thấy là Yên cũng đã từng trải qua một cái khoảng thời gian là mình cũng muốn là định vị bản thân mình trên mạng xã hội đi, thì vẫn cảm thấy rất là khó để mà mình nổi bật hơn. Thông thường á, những cái mà mình nghĩ ra, ví dụ như mình là một người con gái tích cực, vui vẻ, rồi cũng có trải nghiệm vân vân, thì nó khá là chung chung á. Thì làm sao để mà cái sự chung chung này nó bớt đi và nó có cái gì đó nó thật sự là cụ thể mà để mình hướng tới. Ok, vậy thì mình viết ra. Ví dụ như là có nhiều bạn hay gặp My á, nói là chị ba ơi em muốn làm TikToker, hay là chị ba ơi em muốn lấy chồng, em giống như em nhìn thấy chị ba có chồng vậy em muốn có chồng quá. Ok, thì sẽ nói là thêm một số tính từ. Ví dụ như em muốn có chồng cũng là nước ngoài, tử tế, nhiều tiền hay whatever. Nói chung là em hãy thêm những cái chi tiết đó vô. Thì bây giờ em muốn làm TikTok thì em muốn làm TikToker như thế nào? Truyền cảm hứng, vui tươi, bán được hàng, KOC hay tất cả những cái gì mà em nghĩ là nó chi tiết nhất. Thì em viết vào. Có nghĩa là mình có một cụ thể. Đúng rồi, mình có mong muốn cụ thể. Thì từ cái đó nó đã khoanh vùng được cái sự mong muốn của mình rồi. Ví dụ như giờ quay lại bài tập đó đi, Giang thử Giang làm như thế nào. Mi nói cái này thì nhớ, nói chung là Giang thì nó cũng hơi khó ví dụ đi. Nhưng mà Giang nhận ra một điều là Giang thường hay theo dõi hoặc là thường hay nhớ ra một cái chị nào đó khi em cần tìm một cái việc gì đó, chẳng hạn như là trên mạng xã hội có một cái chị rất là nổi tiếng khi chia sẻ về việc chăm sóc và dưỡng da cho chị em phụ nữ trung niên. Rồi. Có nghĩa là cái chị đó chị cũng nói rất là nhiều lần, tại vì hiện tại chị đang là ở độ tuổi trung niên và chị có rất là nhiều kiến thức cũng như là rất là nhiều kinh nghiệm, và hiện tại đang điều hành rất là nhiều chuỗi spa làm đẹp, nên chị chọn một cái tệp, một cái nhóm để chị chia sẻ kiến thức thôi, và chị chỉ tập trung vào nó thôi, là trên 35 tuổi. Đầu tiên á là chị xác định rất là rõ cái TA là trên 35 tuổi. Trong suốt 6 năm mà em theo dõi Facebook của chị này là gần như ngày nào ít nhất trên mạng của chị, trên trang của chị post 3 bài. Ít nhất nha. Một ngày á? Đúng, một ngày là 3 bài. Nỗ lực lớn quá ha. Rình rất là nỗ lực, và chị này chị xoay câu chuyện của chị xoay quanh những cái câu chuyện làm đẹp, chăm sóc gia đình, chăm sóc da, mỹ phẩm cao cấp, cứ nói tất cả những cái câu chuyện đó. Và cái số lượng follower của chị hiện tại đang gần như, mọi người nói sơ sơ thì mọi người cũng đoán được là ai rồi á, nhưng mà đến hiện tại á, cái
cái độ mà tin tưởng của followers của chị rất là lớn. Gần như là chị là một trong những người mà bán hàng, đơn hàng cao cấp mạnh nhất trong thời điểm hiện tại. Thì em thấy được rằng là cái định vị giống như mình nói thì rất là đồng ý cái chuyện là mình phải thật sự là cụ thể trong cái đối tượng mà mình muốn nhắm tới, đúng không? Okay, có nghĩa là càng cụ thể bao nhiêu thì càng tốt. À, mình không chỉ nói chung chung là tôi muốn xây dựng thương hiệu cá nhân trên TikTok, mà tôi muốn xây dựng thương hiệu cá nhân trên TikTok để phục vụ cho đối tượng nào, tôi muốn nói về cái gì, đối tượng nào ở đây nó có thể bao gồm là bao nhiêu tuổi, nam hay nữ, hoặc là giải trí nói chung. Đúng rồi. Nhưng mà nó cần rõ ràng. Đúng rồi, nó phải thật sự là rõ ràng. Và càng rõ ràng bao nhiêu thì cái phần nội dung của mình nó đi nó sẽ dễ, hoặc là cái thể hiện của mình nó cũng dễ luôn. Rồi tiếp theo có một cái nữa mà em cũng cảm thấy nó rất là đồng quan điểm với My, đó là cái sự consistent. Như cái câu chuyện hồi nãy, câu chuyện hồi nãy em có chia sẻ là em theo dõi cái chị này trong suốt 6 năm luôn. Và chị liên tục đưa ra những cái nội dung về những cái vấn đề mà ngay từ đầu chị đã đặt ra, và càng ngày chị mở nhiều cái kênh khác nhau nhưng mà nó cũng đồng nhất như vậy á, và người ta nhìn vào chị. Và chị sẽ là một trong những người mà người ta nhớ tới đầu tiên nếu người ta có suy nghĩ là mua một cái sản phẩm nào đó, hoặc là lựa chọn một cái sản phẩm nào đó mắc tiền, hoặc là cho phụ nữ trung niên. Và chị rất là thành công ở thời điểm hiện tại. Nên là cái này là một trong những cái mà em cảm thấy nó rất là quan trọng nếu các bạn cần để xây dựng thương hiệu cá nhân. Qua cái phần chia sẻ của My thì mình chốt lại ba cái yếu tố để mình xây dựng một cái thương hiệu cá nhân thành công cũng như là mang lại nhiều giá trị cho người khác. Thì đầu tiên là mình phải xác định cũng như là định vị cái giá trị bản thân và những cái giá trị nổi bật mà bạn muốn đưa đến cho cái người nghe cũng như là cái khán giả của mình hay là followers của mình. Cái thứ hai là mình sau khi mà mình biết được cái định vị của mình rồi thì mình sẽ tiếp tục lựa chọn cái kênh nào để mình đưa những cái thông điệp cũng như cái nội dung cho nó phù hợp. Thì ở đây thì có YouTube, Facebook, TikTok, podcast vân vân. Thì nếu bạn cảm thấy là mình phù hợp với cái kênh nào thì mình có thể bắt đầu và lựa chọn bởi cái kênh đó. Cái tiếp theo nó là bền bỉ và liên tục. Nỗ lực và liên tục, đúng không My? Thì có rất là nhiều người nghĩ rằng là mình chỉ cần đầu mình hôm nay mình quyết định là xây dựng thương hiệu cá nhân thì một tuần sau cái quay lại nó là em đã nỗ lực hết sức rồi và nó sao nó không thành công, không ai cái kinh doanh của mình nó không có vượt trội, mình không có bán ra hàng, mình không ai biết tới hết, thì nó là một cái quan điểm rất là sai lầm. Vì chắc chắn rằng xây dựng thương hiệu cá nhân là một cái câu chuyện về đường dài và cần rất là bền bỉ. Như My cũng cần hơn một năm. Hoặc là như cái chị hồi nãy em chia sẻ thì cũng 6 năm. Như chị đây là 10 năm nè. Thôi chị thiếu là 10 như năm. Chị đây 10 năm rồi. Nên là chắc chắn là nó cần rất là nhiều thời gian. Bên cạnh cái sự bền bỉ, cái sự chăm chỉ mỗi ngày đó thì không thể thiếu cái sự đồng nhất và nhất quán. Cái thương hiệu cá nhân là một cái gì đó mà mình, ví dụ như chị Thía, hôm nay chị Thía build cái thương hiệu cá nhân của mình là một cái người đáng tin cậy, một cái người uy tín, thì không thể ngày mai mình là một cái người khác được. 2 năm sau mình là một cái người khác. Hoặc là giống như một cái câu chuyện mà hôm trước tụi em bạn bè cũng ngồi nói vui với nhau là có những cái người nổi tiếng, người ca sĩ, hôm nay họ nói về cái câu chuyện là họ ăn khỏe, sống khỏe, nhưng ngày mai thì mình thấy họ lại quảng cáo một cái sản phẩm không có mang cái giá trị tương đồng với những gì họ đã nói, thì đó nó làm vô tình nó làm mất đi thương hiệu của họ, cũng như là mình cảm thấy là cái thương hiệu cá nhân này không chỉ được xây nên như vậy thôi chứ thật ra họ không phải là không có cốt lõi, không có cái cốt lõi nó tương đồng như vậy. Thì cái mà đồng nhất nó rất là quan trọng, và em nghĩ rằng nó làm sao nó trở thành là chính mình luôn. Nó là chính mình thì nó sẽ dễ hơn. Nó là chính mình, nó sẽ duy trì và nó dễ dàng hơn. Thì nếu như mà mình duy trì, mình đồng nhất trong một cái khoảng thời gian nhất định thì chắc chắn là người ta sẽ nhận thấy và nhận biết mình. Thì không biết là ngoài những cái yếu tố trên á thì có thêm một cái bước nào nữa để mình có thể xây dựng thương hiệu cá nhân thành công không My? Mình nghĩ là còn một bước cuối cùng, có nghĩa là thật ra nói cái bước này thì mình phải, nó là cái để mình xem lại nó có thật sự là thành công hay không. Như là một cái bước đánh giá. Ví dụ như một bạn sinh viên mới ra trường
đánh giá bạn làm thương hiệu cá nhân thành công là như thế nào, là có headhunter gọi điện, là bạn đã làm đã thể hiện được cái tài năng của mình và có những người headhunter muốn bạn về công ty để tăng thêm cái giá trị cho công ty, đúng không? Rồi một một người freelance tạo được cái thương hiệu cá nhân tốt là khi nào? Rất nhiều job tới đó, để mà mỗi tháng người ta phải luôn bận rộn làm việc đó. Thì với My á, thì cái sự đánh giá đó nó sẽ dựa trên hai cái. Thứ nhất là những cái sự tương tác với lại khách với những cái người theo dõi của mình đó, người ta có thực hiện, người ta có cái sự thẩm thấu với những cái nội dung của mình hay không, người ta cảm thấy được inspire hay là có làm theo những cái món ăn của mình đó. Những cái đó thì mình sẽ có những cái sự đánh giá với cái nội dung, không chỉ là về view, về comment, những cái tương tác đó, và follower thì thường là như vậy. Và một cái sự tương tác khác, đánh giá khác đó, từ ví dụ như là công việc của mình đi, mình bắt đầu mở rộng hơn những cái vai trò mới đó, mình lại thấy mình lại được có cái cơ hội để phát triển hơn, thì đó là mình đang thấy là mình đang có một cái thương hiệu cá nhân giá trị. Ban đầu nó chỉ là maybe là mình tính bằng đồng đi, thì bây giờ nó sẽ lên thành vạn, triệu, tỷ, thì đó là một cái hướng mà mình đang cảm thấy là một cái phát triển nó đúng. Rồi, đó là một cái sự đánh giá, có nghĩa là luôn luôn có cái sự đánh giá, reflect, và mình xem thử là mình có cái sự điều chỉnh hay không. Tại vì chắc chắn trong cái quá trình mà mình xây dựng thương hiệu cá nhân, có thể là 5 năm, 10 năm đó, nó sẽ luôn có những sự thay đổi. Cuộc sống của mình nó sẽ luôn có những cái vấp ngã, hoặc là cũng sẽ có những cái bước ngoặt. Vậy thì nó có ảnh hưởng tới cái định vị ban đầu của mình hay không? Đó. Và mình phản ứng với những cái vấp ngã hay là những cái khó khăn hay những cái đó như thế nào, nó cũng là một cái gì đó, nó cũng là một cái bài học, nó cũng là một cái gì đó thể hiện cái chiều sâu trong cái việc mà thương hiệu cá nhân của mình nó càng có giá trị. Những cái vấp ngã hay là những cái khó khăn, thật ra Giang nghĩ nó cũng chính là thương hiệu cá nhân của mình. Nó chính là cái câu chuyện chỉ có mình mới có thôi. Nên thành ra khi mà mình đừng có ngại, mình chia sẻ những cái câu chuyện thực tế, những cái câu chuyện bản thân, những cái thành công, những cái thất bại, những cái khó khăn của mình. Vì không ai có cái câu chuyện tương đương với mình hết. Và khi mình có những cái câu chuyện nó thật sự là đặc biệt, biết đâu nó lại ảnh hưởng tới một người nào đó. Mình cũng có khó khăn như họ, chứ mình hoàn con đường thành công đâu có thể nào mà trải đầy hoa hồng được, đúng không? Thì nó sẽ thực tế hơn, là lúc nào cũng sẽ vui vẻ, lúc đúng nào rồi. Cũng sẽ thể hiện sự am hiểu hay là đó. Lúc nào cũng sẽ có những lúc mình rất là thể hiện có những cái khoảnh khắc ố về hay là đó. Qua chia sẻ của My thì chị thấy là không phải là thành công là trên con đường thành công nó trải đầy hoa hồng, đúng không ạ? Rất là nhiều khó khăn, rất là nhiều sự nỗ lực, và qua những cái khó khăn, những cái mình đã trải qua và có thậm chí có cả thất bại nữa thì mới giúp cho mình thành công được, đúng không ạ? Và cũng qua đó thì Thiết rất hiểu là mọi người lên xây dựng thương hiệu cá nhân của mình ngay từ bây giờ, ngay từ hôm nay. Thế nhưng mà thực tế đấy, Giang thì với tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ và những người xung quanh của mình, và tâm lý phụ nữ nói chung, họ rất là muốn khởi nghiệp này, họ rất là muốn xây dựng thương hiệu cá nhân, nhưng mà bản thân họ lại rất là tự ti và họ rất là ngại giới thiệu về bản thân mình, họ rất là ngại mà kết nối với những người khác, và họ rất là ngại thể hiện quan điểm của mình, bởi vì họ có thể suy nghĩ rằng là họ chưa đủ kiến thức, hoặc là họ nói sai gì đó, họ sợ là người khác đánh giá về mình. Cho nên là rất nhiều cái cản trở trong cái việc là xây dựng thương hiệu cá nhân để họ có thể thành công được. Thì mong là My sẽ cho các bạn có một cái lời khuyên, đúng không ạ? Dạ, dạ rồi, em cảm ơn chị. Thì thật ra hồi khi nãy em cũng có chia sẻ một số những cái bước đầu tiên của em, có nghĩa là rất là tự ti, mình cứ suy nghĩ quá nhiều, mình không muốn bắt đầu. Mình muốn bắt đầu nhưng mình không biết làm như thế nào, hay là suy nghĩ quá là cuối cùng mình không làm luôn, hoặc là có những cái bước đầu thất bại cái xong mình kiểu nếu mà mình thật sự là tắt ngay khúc đó là coi như tắt luôn á đó. Hoặc là thật ra trong cái quá trình lúc mình làm TikTok, em không phải là kiểu mọi thứ nó diễn ra suôn sẻ liền đâu, mà em lên từ một cái clip nó rất là nhiều cái ý kiến trái chiều, và thật ra là nếu mà ngay từ lúc đó em dừng lại coi như là cũng là dừng luôn, không có kênh TikTok chuyện view bây giờ đó. Thì như cái câu của chị ấy, thì nhận ra là một số bạn thứ nhất là không có nhận ra được cái giá trị bản thân là thứ nhất. Cái thứ hai là có rất là nhiều những cái sự e ngại đó. Thì bản thân bây giờ nếu mà nói là hãy thì nó sẽ hơi bị hơi sáo rỗng, nhưng mà thật sự là mình phải cần nâng cao cái giá trị bản thân nhiều hơn. Nâng cao bằng cái việc gì? Thứ nhất là thu nhập thêm kiến thức, hoặc là mình sẽ có cái sự cộng hưởng
Ví dụ như đây, chị Thía đó, chủ tịch hội phụ nữ của huyện đó, thì khi mà em được ngồi kế bên chị là em cũng đã được cộng hưởng một cái giá trị từ phía chị rồi đó. Thì có nghĩa là cái giá trị của mình có thể tăng lên từ cái việc là bản thân mình có cái sự nỗ lực học tập, thu nạp thêm kiến thức chắc chắn rồi, rèn luyện kỹ năng nói, tất cả những kỹ năng, cộng thêm việc là mình có những cái kết nối, mình có cái sự cộng hưởng với những người khổng lồ hơn đó, rồi hoặc là gia tăng bằng những cái việc khác, ví dụ như là bằng công ty đi, ví dụ như các bạn làm việc tại một cái công ty gì đó mà các bạn có thể nói là công ty này để được rót vốn bằng một cái số lượng như thế nào đó, thì nó cũng là một cái gì đó nó gia tăng cái sự tự tin cũng như là cái giá trị của chính bản thân bạn. Thì đó, tóm lại là ở đây là để mà các bạn cảm thấy tự tin hơn thì nó sẽ có ba cách để các bạn có thể gia tăng cái giá trị của mình đó. Và còn quay lại nữa, thì khi mà các bạn làm được ba cái điều này rồi á, thì quay lại những cái bước nãy giờ mình có là bốn bước để mà bắt đầu cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân nó có giá trị đó. Thì nãy giờ có thương hiệu cá nhân là có hết rồi, giờ làm sao cho nó giá trị hơn thôi. Rất là cảm ơn Nhi á. Dạ. Thì bây giờ nếu mà ví dụ ở nhà em cứ hay nói là bây giờ hình ảnh đầu tiên của mình là gì trên Facebook đó, quần áo ăn mặc như thế nào, nói năng như thế nào đó. Ví dụ như bạn này thích hoa thì nếu bạn chỉ để một cái cây hoa, người ta vẫn có thể suy nghĩ, bốt vào cái hoa người ta vẫn suy nghĩ ok gái này thích hoa, nhưng mà người khác vẫn có suy nghĩ ủa nội dung có vậy thôi hả, có hoa. Nhưng bắt đầu ngày hôm sau bạn sẽ nói là chia sẻ về cái hoa này cần phải được ngâm nước qua đêm, thì bắt đầu ồ nhỏ này có kiến thức hoa nha đó, lại tiếp tục chia sẻ về kiến thức hoa này hoa kia, rồi ở đâu nguồn gốc, rồi mua ở đâu, rồi địa điểm đó, thì tự nhiên nó lại càng tăng thêm cái giá trị. Bạn này là bạn này không chỉ là thích hoa đâu nha, mà còn rất là am hiểu về hoa, tăng được thêm cái giá trị của bạn về cái tính, về kiến thức nè, rồi niềm tin của người khác nè đó. Thì em nghĩ là đây là một cái ví dụ cũng đơn giản, nhưng mà hy vọng là có sẽ hữu ích cho những bạn mà đang kiểu có nhiều cái sự lo lắng khi mà bắt đầu, cứ làm thôi. Cảm ơn My. Như vậy là với những chị em phụ nữ mà cũng còn tự ti đúng không ạ, chưa dám thể hiện bản thân mình ấy, thì theo như phân tích của My cũng như là Giang Thía tự hiểu rằng là nếu như mà mình muốn xây dựng thương hiệu cá nhân của mình thì mình phải vượt qua đúng không ạ, và mình phải có điểm bắt đầu đúng không ạ, phải bắt đầu, và chúng ta muốn được xây dựng thì qua những cái lần đầu đó thì có thể là có thể thất bại, hoặc có thể là có rất là nhiều cái mà mình phần còn có những khó khăn trong quá trình là mình xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình. Thế thì ở đây Thía xin được dẫn một cái câu chuyện mà ngay chính bản thân Giang Thía khi hỗ trợ cho một cái bạn công nhân, là bạn ấy khởi nghiệp, bạn ấy đang làm công nhân rất là vất vả, thì bắt đầu là chia sẻ cái công việc kinh doanh, thì bạn ấy cũng rất là tự ti, bạn ấy không dám chia sẻ ở trên Facebook, trên Zalo, rồi bạn ấy cũng không dám thể hiện trên khi mà họp Zoom, họp nhóm, bạn ấy cũng không muốn thể hiện, khi mà nói chỉ cần phân tích khoảng 2 phút, 3 phút thôi, nhưng cũng không vượt qua được, nhưng mà cứ nỗ lực dần dần thì bây giờ thì bạn ấy lại rất là giỏi rồi, bạn ấy có bài viết rất hay, có những cái video rất là hay, và nó rất là sâu sắc và thể hiện được cái giá trị bản thân, và thông qua đó thì mọi người hiểu được là bạn ấy đã xây dựng cái hình ảnh của mình rất là tốt, và chính vì vậy là bây giờ thu nhập của bạn ấy cũng rất tốt, và vì vậy là bạn ấy lại có thời gian để quan tâm đến gia đình hơn, và không ngừng học tập nỗ lực, và như vậy là mọi người đã nhìn thấy cái sự tiến bộ của bạn ấy nhất định. Theo em nhận thấy á, là thật ra để mà người ta có cái điểm bắt đầu á, thật ra cái quan trọng nhất em nghĩ nó là lý do tại sao. Để mà người ta có thể vượt qua những cái khó khăn cũng như những cái rào cản thì nó phải là tôi biết lý do tại sao tôi phải làm cái việc này. Ví dụ như là My biết lý do tại sao My làm cái việc này, nên là My sẽ không quản những cái khó khăn để mà My vượt qua, hay ngay cả khi bản thân em để mà em có giá trị hơn trong công việc của mình, hoặc là để mà mình chứng minh được cái giá trị của mình trong cái lĩnh vực mà mình đang làm thì mình bắt buộc mình phải có một cái thương hiệu cá nhân nó tốt hơn, thì mình phải nỗ lực thôi. Bây giờ mình có sợ mình cũng phải làm. Dạ. Thì em thường hay quan niệm như thế này, xã hội sẽ trả cho mình cái giá, hay là đơn giản là công ty sẽ trả cho mình cái lương xứng đáng với cái giá trị mà mình mang lại. Thì bởi vậy thì nếu như mà mình muốn có nhiều hơn, lương nó là một phần thôi, nhưng mà nếu mình muốn có nhiều hơn thì bắt buộc cái giá trị của mình phải tăng lên. Vậy thì giá trị của mình tăng lên nó không đơn giản,
đúng không? Nếu mà mình làm một cái công việc gì nó bình thường như cái giá trị hiện tại lại. Giá trị hiện tại của mình thì mình vẫn đang nằm trong cái vùng an toàn. Vậy thì bây giờ mình muốn tăng cái giá trị bản thân hơn thì mình phải vượt ra cái vùng an toàn đó. Cái vùng an toàn đó nó hoàn toàn không dễ dàng. Cái vùng an toàn đó hoàn toàn không dễ dàng mà nó rất là khó khăn. Nhiều khi mình phải trải qua nhiều biến cố rồi nhiều vấp ngã, nhiều sai sót, nhiều thiếu sót, nhiều sự chê cười nữa chứ không phải là đơn giản không. Nhưng mà khi mình vượt qua nó được rồi á thì mình sẽ nhận thấy rằng cái mà mình nhận lại được á là cái bản thân của mình đã giỏi hơn, cái giá trị bản thân của mình đã tăng trưởng. Thì từ đó ngoài cái việc lương mình được tăng lên, đó là chuyện bình thường, mình có nhiều khách hàng hơn, kinh doanh của mình thuận lợi hơn, đó, nó sẽ mang lại cho mình những cái giá trị đó. Hoặc là ngoài ra là sẽ còn những cái giá trị như là chị Thía nói, mình có nhiều thời gian hơn cho con cái, khi mình giỏi hơn, mình biết quản lý tốt hơn, mình có nhiều cơ hội hơn, tất cả mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn. Nếu mà mình biết lý do tại sao thì quay trở lại thì mình sẽ tìm cái cách để mình vượt qua. Vậy là giống như quay lại cái ban đầu của My á, là mỗi người nếu ai cũng có ý thức xây dựng thương hiệu cá nhân có giá trị thì xã hội nó sẽ tốt hơn. Đúng rồi. Em có một cái câu hỏi mà cũng là một cái thắc mắc của em dành cho chị Thía. Thì thật ra là bản thân chị là một cái nhà lãnh đạo cho rất là nhiều chị em phụ nữ. Nhưng mà sau một cái khoảng thời gian thì chị không biết như thế nào mà chị lại bắt đầu cái công việc kinh doanh, mở thêm một cái nguồn thu nhập thứ hai. Thì chị có gặp cái khó khăn gì trong cái hành trình mà mình thay đổi như vậy hay không? Cảm ơn Giang nhé. Đối với Giang Thía thì mình xây dựng cái thương hiệu cá nhân thì như ngay lúc đầu Thía chia sẻ đấy, là từ trong cuộc sống, trong công việc hàng ngày của mình đã xây dựng rất là lâu rồi. Thế và khi mà mình đang có một cái công việc và Giang Thía là cái người mà rất là mong muốn được học tập, được nâng cao kiến thức, các cái kỹ năng của mình để, và mình có những cái trải nghiệm để chính trong cái sự cố gắng nỗ lực của mình, nhu cầu của mình, và thứ hai nữa là mình cũng muốn để có những cái trải nghiệm và sau đó thì mình có thể là những người mà truyền cảm hứng cho những người khác, người ta có thể tự tin để có thể cố gắng để vượt qua những cái gì mà tự ti như vừa chia sẻ đó. Thì Giang Thía để mà có được cái bước thành công trong kinh doanh như hiện nay thì không phải là không có những khó khăn đâu. Giang với lại My đều biết nhá, là khi mà mình làm nhà nước thế sau đó thì lại mình lại có một công việc thứ hai là kinh doanh, thì không phải là ai cũng nhìn nhận được cái việc đó là tốt, là tích cực, đúng không ạ? Thế nhưng mà khi mà mình làm rồi, nếu mình không vượt qua được những khó khăn đó thì mình sẽ không bao giờ làm, phải không ạ? Nhưng mà mình làm rồi thì Giang Thế khi mà bắt đầu kinh doanh thì mình bắt đầu là học tập nhiều hơn, và đặc biệt là cái tư duy của mình khác đi. Cái việc là mình quản lý cái công việc, xử lý công việc từ trong cơ quan, từ trong cái công việc kinh doanh của mình, việc sắp xếp thời gian, quản lý thời gian, thế rồi cái tư duy trong cái việc là xử lý công việc nó lại rất là nhanh. Mình thấy là mình tự nhiên là mình lại năng động hơn và mình xử lý công việc nhanh hơn, và tất cả các công việc từ công việc cơ quan đến công việc kinh doanh của mình nó ngày càng hiệu quả hơn. Và nếu như mà mình mà tâm lý mà mình không vượt được qua những khó khăn ban đầu thì sẽ không bao giờ có cái sự thành công được. Và chắc chắn là bây giờ cái thương hiệu cá nhân của chị Thía sẽ gắn liền với một người phụ nữ đa năng, đúng không ạ? Vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà và cũng giỏi kinh doanh nữa. Đúng, thì cái này truyền cảm hứng cho rất nhiều chị em phụ nữ nữa. Thì đây là một trong những tấm gương mà rất là nhiều chị em phụ nữ sẽ học hỏi để noi theo. Có một cái câu chuyện mà trong một cái cuộc gọi điện thoại của Giang với chị Thía thì em còn nhớ mãi, thì chị Thía mới nói là thật ra là để mà làm cái công việc như hiện tại thì chị rất là khó khăn, vì không phải ai cũng hiểu được rằng á, một cái người phụ nữ hiện tại đang không phải là chị chỉ là công nhân viên chức không, mà chị là một cái nhà lãnh đạo. Mà nếu như mà lãnh đạo có bất kỳ cái quyết định sai nào á thì nó ảnh hưởng tới rất là nhiều người chứ không chỉ riêng gì mình. Thì lý do mà chị quyết định là chị có thêm một cái kinh doanh nữa, một cái kinh doanh riêng nữa, đó là vì chị nhận thấy rằng nếu mình đã là một người lãnh đạo, mình là người đi đầu thì mình phải có trải nghiệm. Thì khi đó những cái tiếng nói của mình, những cái trải nghiệm của mình, những cái kinh nghiệm của mình nó mới đủ thực tế để mình chia sẻ và mình trao đổi trò chuyện với các chị em phụ nữ khác nó đúng đắn hơn. Chứ mình không biết, mình không có trải nghiệm thực tế thì nó là nói suông thôi. Và bản thân chị em phụ nữ bây giờ thì ngoài cái việc mà làm tốt công việc không thì nó chưa đủ. Nó cần kỹ năng, nó cần kiến thức và nó cần cả những cái mối quan hệ khác nữa. Bởi vậy chị Thía muốn mình luôn là người đi đầu, cũng như là muốn những cái kiến thức mà mình lan tỏa nó là những cái gì nó thực chiến, thực tế,
Bởi vậy chị mới quyết định và chị bắt đầu cái công việc của mình. Thì đây là một cái quan điểm rất là cấp tiến. Thật ra là nếu mà ở góc độ là một người lãnh đạo rồi á, nếu mà thêm một cái gọi là side job nữa thì nhiều người sẽ nói là không có thời gian. Cái câu không có thời gian là một cái câu giống như là một cái câu excuse của rất nhiều cái sự trì hoãn. Đúng rồi đấy. Biết đâu trong cái hành trình mà mình khám phá thêm bản thân đó, mình nhận thêm nhiều cái công việc đó, thì mình lại tăng thêm cái năng lực, giống như chị nói, tăng thêm năng lực quản lý thời gian, tăng thêm năng lực quản trị công việc. Rồi mình có những cái góc nhìn mới mẻ để mình đưa ra những cái quyết định nó đúng đắn cũng như là nó sắc bén hơn. Từ đó cả công việc cũng tốt hơn nè, cái công việc kinh doanh của mình cũng có và cũng tốt hơn. Mình còn giúp đỡ cho nhiều người khác nữa thì nó rất là đáng tự hào, đúng không chị? Nhìn thấy chị rất là rạng rỡ luôn, rạng rỡ rất là vui vẻ. Thật sự là rất là cảm ơn sự có mặt cũng như là cái buổi trò chuyện ngắn nhưng mà rất hữu ích của My cũng như là chị Giang Thí trong ngày hôm nay. Ban tổ chức của chương trình Dự án Phụ Nữ Khởi Nghiệp rất hy vọng rằng cái buổi ngày hôm nay đã chứa đựng những cái kiến thức cũng như là cái lời động viên dành cho tất cả chị em phụ nữ của chúng ta là hãy cứ bắt đầu đi, đúng không ạ? Thật ra là nhiều mình Giang tin rằng á, không có cái con đường tắt nào để xây dựng một cái thương hiệu cá nhân thành công đâu, và cũng không có một cái bí quyết nào nó khác đi so với những cái bí quyết mà nãy giờ My hay là chị Giang Thía đã chia sẻ. Mình phải có một cái động lực đủ lớn và mình có một cái sự kiên nhẫn bền bỉ từ cái quyết định của mình để mà mình đi đến thành công. Và xây dựng thương hiệu cá nhân ở đây không thể là một sớm một chiều, mà nó là một cái hành trình dài để mà bạn khẳng định bản thân mình. Và một lần nữa rất là cảm ơn chị Thía cũng như là Trà My đã đến với chương trình. Các bạn đừng quên theo dõi Dự án Phụ Nữ Khởi Nghiệp trên fanpage cũng như YouTube của Dự án Phụ Nữ Khởi Nghiệp, Robby và Eva.vn nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại.